Báo cáo quý vị, hôm nay đang là chiều mùng 5 tháng 8 2019 và hai anh em đang ở Thanh Hóa ra xem Lộc Bình và đã quyết định ký. Bây giờ thằng Dương đi lấy viên phấn nến xuống cho anh em ký. Đấy, bây giờ mình quyết định lấy hai cái lọ trong đấy thì không quay nữa. Không gì, quay bác áo xanh thôi. Từ tí nữa đi. Để yêu cháu mình ghi xong rồi. Rồi ghi đi, cứ ghi đi. Bác áo xanh đứng như bên này làm mẫu cái để anh em đủ có kiện chân thành cảm ơn anh em đã từ Thanh Hóa ra để ký chọn đôi Lộc Bình cho mình hỏi cái địa chỉ tí ở thôn nào xã nào nhỉ? Nhất Lý Thiệu Công, Thiệu Hóa. Thiệu xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Đấy, mặc cái áo có chữ Thanh Hóa anh nhé, không lệch đâu được. Rồi, rất cảm ơn anh em là buổi chiều 5 tháng 2019 vừa hay đợt bão xong là anh em đến ký hàng.